sau chiến thắng trước Kyrgyzstan ở lượt trận ra quân ở Asian Cup 2023, Thái Lan đối đầu với đối thủ được đánh giá cao hơn là Oman. Trong quá khứ, Oman đã thắng 5 trên 6 trận gần nhất gặp Thái Lan. Thế nhưng, vòi chiến dưới thời huấn luyện viên Masudata Asi là phiên bản hoàn toàn khác. Họ đã chơi khá thực dụng, chấp nhận lùi sâu đội hình để chờ đợi cơ hội phản công. Thái Lan đã ngăn chặn rất tốt những pha tấn công của Oman nhờ hàng thủ kín kẽ. Không những vậy, họ còn sở hữu cơ hội nguy hiểm nhất trận đấu này khi Ilias Dola đánh đầu cận thành nhưng không thành công. Theo thống kê, ở trận đấu này, Oman cầm bóng tới 70%, nhưng họ cũng chỉ tung ra 6 cú dứt điểm như Thái Lan. Với trận hòa này, Thái Lan đã có 4 điểm sau 2 trận đấu ở bảng F Asian Cup. Họ vẫn chưa thủng lưới bàn nào. Vòi chiến đã mở toang cánh cửa đi tiếp, kể cả thua Ả Rập Xê Út ở lượt trận cuối, họ vẫn còn cơ hội lớn lọt vào vòng 1/8. Ở trận đấu diễn ra vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 21 tháng 1, Ả Rập Xê Út giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2023 khi đánh bại Kyrgyzstan 2-0 đầy dễ dàng. Chỉ cần hòa Thái Lan ở lượt cuối cùng, thầy trò huấn luyện viên Mancini sẽ giành ngôi đầu bảng F.